khám chữa bệnh từ xa đã bắt đầu từ thế kỷ 20 với sự ra đời của sóng radio. Nhưng ngày nay, với sự phát triển của khoa học công nghệ, các phương tiện truyền dẫn, thiết bị công nghệ cao trong y học, việc khám chữa bệnh, tư vấn phẫu thuật đã được thực hiện ở một trình độ kỹ thuật cao mới. Người bệnh ở các vùng sâu, vùng xa không cần phải lên tuyến trên vẫn được các chuyên gia đầu ngành hội chẩn và đưa ra phương án điều trị nhờ khám chữa bệnh từ xa. Telehealth, khám chữa bệnh từ xa là cuộc cách mạng xóa nhòa khoảng cách y tế giữa các vùng miền, giữa tuyến trung ương và địa phương, góp phần giảm tải tuyến trên cũng như giảm rất nhiều chi phí cho người dân. Đề án khám chữa bệnh từ xa và hồ sơ sức khỏe điện tử tập trung vào thay đổi phương thức chi trả dịch vụ y tế và vấn đề sử dụng công nghệ trong y tế. Cải cách phương thức hoạt động, phương thức khám chữa bệnh chính là đổi mới sáng tạo, cải cách hành chính của ngành y tế theo định hướng của chính phủ. Ngày 22 tháng 6 năm 2020, Bộ Y tế đã ban hành quyết định 2628/QĐ-BIT về việc phê duyệt đề án khám chữa bệnh từ xa giai đoạn 2020 với hai mục tiêu căn bản, đó là tất cả các cơ sở y tế trên cả nước được hỗ trợ chuyên môn liên tục, đặc biệt là tại các vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo, đồng thời là bước tiến mới giúp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân. Đến tháng 9 năm 2020, đã có hơn 1.000 cơ sở y tế trên cả nước tham gia hệ thống khám chữa bệnh từ xa. Số điểm cầu tham gia hệ thống tăng lên nhiều so với dự tính ban đầu. Sau một thời gian triển khai và đi vào thực hiện, ngày càng có nhiều bệnh viện tuyến huyện, tuyến tỉnh tại các địa phương chẩn đoán và điều trị thành công những ca bệnh khó. Thực tiễn hoạt động khám chữa bệnh từ xa trong thời gian dịch bệnh bùng phát đã cho thấy nhiều lợi ích như giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế nhanh chóng, ít tốn kém, an toàn, không cần phải đến bệnh viện khi chưa thấy cần thiết, giúp giảm tải bệnh viện và tập trung đông bệnh nhân dễ lây nhiễm tại các tuyến. Người dân trên mỗi vùng miền của Tổ quốc chúng ta vừa được sử dụng dịch vụ y tế có chất lượng cao của tuyến ngay tại tuyến cơ sở, hạn chế việc chuyển tuyến quá tải, thậm chí người dân ở nhà cũng có thể được bác sĩ tuyến trên khám, hỗ trợ tư vấn, điều trị thông qua các thiết bị điện tử thông minh. Và đặc biệt là chúng ta sẽ sử dụng cái số bác sĩ giỏi, chuyên ngành sâu để phục vụ nhân dân. Xóa nhòa khoảng cách là điều mà đề án khám chữa bệnh từ xa mang lại thông qua hệ thống kết nối telehealth. Đó là bước tiến lớn khi công nghệ được ứng dụng mạnh mẽ trong y học, giúp thay đổi cả hệ thống khám chữa bệnh của Việt Nam. Việc trao đổi thông tin về bệnh nhân qua màn hình để thảo luận phác đồ điều trị, chia sẻ các kiến thức chuyên môn hoặc tập huấn từ xa đã đáp ứng đầy đủ 6 lĩnh vực gồm tư vấn y tế từ xa, hội chẩn tư vấn khám chữa bệnh từ xa, hội chẩn tư vấn chẩn đoán hình ảnh từ xa, hội chẩn tư vấn giải phẫu bệnh từ xa, hội chẩn tư vấn phẫu thuật từ xa, đào tạo chuyển giao kỹ thuật khám bệnh chữa bệnh từ xa. Ngày càng có nhiều ca bệnh được cứu chữa nhờ công nghệ telehealth. Đáng chú ý, tất cả các trường hợp mà bệnh viện tuyến dưới đưa ra hội chẩn đều là các ca bệnh nặng, phức tạp mà các bác sĩ cơ sở gặp khó khăn trong chẩn đoán, điều trị. Nhờ được hội chẩn đưa ra hướng xử lý kịp thời, nhiều bệnh nhân đã được điều trị hiệu quả, cứu sống ngoạn mục. Những ca cấp cứu, chuyển bệnh nhân lên tuyến tỉnh, tuyến trung ương như thế này không còn thường xuyên diễn ra tại Bệnh viện Đa khoa khu vực phía Nam, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An nữa. Giờ đây, người dân đã được khám và điều trị tại bệnh viện bằng hình thức khám chữa bệnh từ xa. Thông qua cách thức làm việc này, các bác sĩ đã tự tin hơn với những ca bệnh chưa từng được thực hiện tại bệnh viện. Nhưng với sự trao đổi trực tuyến, cả hình ảnh và âm thanh, bệnh viện đã thực hiện nhiều phẫu thuật và điều trị thành công. Có chương trình telehealth, chương trình hội chẩn từ xa đấy, thì nó là mang lại hiệu quả rất là lớn. Cái tỷ lệ mà bệnh nhân nặng, bệnh nhân vượt tuyến là hầu như là ít khi mà chuyển làm, trừ cả cái trường hợp mà cả cái điều kiện, đặc biệt là cái phương tiện mà máy móc không cho phép, không có thì chúng tôi mới chuyển. Còn ngoài ra nữa thì là có các cái phương tiện trang thiết bị sẵn có, và đồng thời là đặc biệt là các cái kiến thức mà chúng tôi đã được các thầy ở ngoài tuyển trung ương là hướng dẫn chỉ đạo, thì chúng tôi trực tiếp điều trị, thì tôi thấy là có rất nhiều cái hiệu quả, mang lại cái hiệu quả cho bệnh nhân. Căn nhà nhỏ đơn sơ này đã không còn gì giá trị để có thể đem bán lấy tiền điều trị bệnh cho bà Hằng, mẹ của chị Ngô Thị Hào, sống tại xã Mậu Đức, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An. Đã hơn chục năm nay, bà Hằng đã chuyển tuyến lên Bệnh viện Nội tiết Trung ương và Bệnh viện Ba Lan tại Hà Nội.
để điều trị bệnh mãn tính liên quan đến đường tiêu hóa. Tuy nhiên hiện tại, bà Hằng đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam Nghệ An thông qua hình thức khám, chẩn đoán và điều trị trực tuyến. Việc điều trị tại địa phương đã giúp giảm đi gánh nặng cho gia đình bà, một gia đình nằm trong hoàn cảnh cực kỳ khó khăn. Gia đình tôi thì rất là nghèo. Nói chung là quanh năm chỉ lo không đủ ăn ấy. Bà nhà mẹ tôi thì cũng bị bệnh lâu lắm rồi, nhưng mà tôi cũng đã đi điều trị ở ngoài giữa thành phố Vinh rồi ngoài Hà Nội, nhưng mà tình trạng của bà cứ quanh năm suốt ngày đi viện ấy. Nhưng mà từ khi cách đây một năm thì tôi quyết định cho bà, vì kinh tế không có nữa cho nên là tôi cho bà nằm điều trị ở Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam. Nhưng mà ở đây thì dạo gần đây thì bác sĩ nói là trường hợp của bà cứ để ở đây để điều trị, vì bệnh viện sẽ hội chẩn trường hợp bà với Bệnh viện Đại học Y Hà Nội ở ngoài Trung ương ấy. Cho nên là tôi yên tâm điều trị để bà nằm điều trị ở đây, và thấy tình trạng của bà rất là ổn, dạo gần đây là ổn định. Giống như gia đình chị Hảo, gia đình anh Mai Văn Thịnh, khối 9, thị trấn Con Cuông, tỉnh Nghệ An, có bố cũng nhiều lần vượt tuyến lên khám và điều trị bệnh tuyến trung ương. Nhưng lần này, gia đình anh đã quyết định cho bố điều trị tại địa phương. Mặc dù kinh tế gia đình khá giả, nhưng gia đình anh tin vào sự điều trị của đội ngũ y bác sĩ tại quê nhà. Từ khi mà có cái hội chẩn trực tuyến á, thì một là nhân dân ở cái vùng Con Cuông và cái vùng lân cận đây rất tin tưởng vào cái đường lối và chính sách của bệnh viện, là và cũng rất đỡ cái tốn kém cho nhân dân, và cũng rất tin tưởng cái đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện Tây Nam Nghệ An, thì họ đã làm rất tốt nhiệm vụ của một người bác sĩ, cũng thực hiện đúng là cái phương châm là lương y như từ mẫu, chăm sóc bệnh nhân đến nơi đến chốn. Và đặc biệt là trong cái kỳ hội chẩn trực tuyến á, thì đã giúp rất nhiều cho nhân dân ở đây. Và đặc biệt là như ví dụ như gia đình chúng tôi, trước đây thì cũng phải mỗi lần bố ốm phải đi lên tuyến trên, nhưng từ khi có cái hội chẩn này và được cái sự nâng cấp của bệnh viện thì rõ ràng là chúng tôi đã rất an tâm, tin tưởng để người nhà điều trị tại cái Bệnh viện Tây Nam Nghệ An. Từ kết nối trực tuyến, trao đổi kinh nghiệm khám, chẩn đoán, điều trị bệnh giữa các bệnh viện trung ương và bệnh viện tuyến dưới, chất lượng dịch vụ y tế của bệnh viện địa phương đã được nâng lên rõ rệt. Bệnh nhân ở các bệnh viện tuyến huyện, thị có thể vẫn được các giáo sư, bác sĩ giỏi đầu ngành từ các bệnh viện hàng đầu tại tuyến tỉnh và tuyến trung ương tư vấn, hội chẩn khám, chữa bệnh từ xa mà không phải chuyển viện trực tiếp lên tuyến trên. Năng lực chuyên môn cho các bệnh viện tuyến huyện và tuyến tỉnh cũng được nâng cao thông qua các hoạt động tư vấn, chẩn đoán, khám chữa bệnh từ xa. Hội thảo và đào tạo kỹ thuật y tế giữa các bệnh viện tuyến huyện và các bệnh viện đa khoa đầu ngành trong tỉnh hoặc các bệnh viện đầu ngành tuyến trung ương. Nhiều người bệnh tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, hải đảo được cứu sống nhờ sự hỗ trợ kịp thời thông qua hệ thống telemedicine. Kết quả đó khẳng định tính đúng đắn, hiệu quả mà dự án mang lại. Bên cạnh đó, việc không phải chuyển tuyến đã giúp tiết kiệm chi phí đi lại, chi phí ăn ở tại các thành phố, đô thị cho bệnh nhân và gia đình. Hơn nữa, còn góp phần giải quyết tình trạng quá tải ở các bệnh viện tuyến trên do có nhiều ca bệnh hoặc tình huống cấp cứu có thể điều trị tại bệnh viện nơi mình sinh sống, mà không phải chuyển viện lên tuyến tỉnh, tuyến trung ương. Tôi nghe được thông tin là bệnh viện có chẩn đoán từ xa liên kết với các bệnh viện tuyến trung ương, nên là tôi cũng yên tâm để đi đến đấy khám, để hưởng được các dịch vụ của các bệnh viện tuyến trên mà không phải đi xa. Trong bối cảnh điều kiện thiết bị cũng như nguồn nhân lực chuyên môn y tế Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam Nghệ An còn hạn chế, đặc biệt tại các vùng biên giới, để triển khai được hệ thống telemedicine, khám bệnh, chẩn đoán từ xa này là sự nỗ lực không nhỏ của cán bộ, y bác sĩ và chính quyền cấp ủy tại địa phương. Thực hiện cái chủ trương của Thủ tướng Chính phủ cũng như của Bộ Y tế về cái chuyển đổi số cũng như áp dụng tăng cường cái việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc khám chữa bệnh. Thì trong thời gian vừa qua thì bệnh viện cũng đã là ứng dụng rất nhiều cái tính năng về công nghệ thông tin vào trong công tác khám chữa bệnh. Và chúng tôi thấy có cái tính năng mà là có cái áp dụng mà đưa là nâng cao chất lượng khám điều trị cho đội ngũ y bác sĩ, đó là việc là kết nối hệ thống khám và hội chẩn từ xa. Và chúng tôi đã từ đầu năm 2020 chúng tôi đã làm cái triển khai hệ thống này. Và nhờ cái triển khai hệ thống này thì là cái đã nâng cao được cái trình độ cái chẩn đoán của bác sĩ. Và nhờ cái kết nối hệ thống này thì nên là chúng tôi có thể là hội chẩn và đưa
với các cái chuyên gia đầu ngành của tại bệnh viện Đại học Hà Nội đưa ra những cái chẩn đoán và những cái hướng điều trị là thích hợp đối với những ca bệnh khó và những ca bệnh nặng, và đặc biệt là những cái ca người bệnh mà có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà gặp bệnh nặng mà không có cái điều kiện phải chuyển tuyến. Nghĩ rằng là cần phải nâng cao cái chuyên môn cho đội ngũ y bác sĩ, đặc biệt là các cái kỹ thuật khó, và cần phải phối hợp áp dụng các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật vào, đặc biệt là trong cái phối hợp với các cái bệnh viện tuyến trên để chuyển giao cái kỹ thuật cho đội ngũ y bác sĩ, và từ đó thì mới nâng cao được cái chất lượng khám chữa bệnh cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao. Sau khi mà được các cái bệnh viện tuyến trên chuyển giao các cái kỹ thuật mới thì cái hiệu quả của cái công tác khám chữa bệnh, đặc biệt là các kỹ thuật khó, thì đồng bào ở đây được chăm sóc tốt hơn và hạn chế được cái đi lại cho người dân và xử lý kịp thời. Có thể nói là những cái kỹ thuật mới này đã giúp cho đồng bào là đảm bảo được cái sức khỏe và hạn chế được rất nhiều chi phí và có nhiều trường hợp là cứu chữa kịp thời. Cái hiện đại hóa trong khám chữa bệnh cho nhân dân thì cái này là chúng tôi đã tính từ lâu. Tuy nhiên cái nguồn lực của địa phương nó có hạn, và chúng tôi đã có nhiều buổi trực tiếp làm việc với lãnh đạo Sở Y tế và Ủy ban nhân dân tỉnh để làm sao kêu gọi các cái mạnh thường quân, các doanh nghiệp lớn để đầu tư các hạng mục, các cái máy móc thiết bị tối ưu nhất, và từ đó là nâng cao cái điều kiện để chăm sóc sức khỏe nhân dân, kết nối với các bệnh viện tuyến trên, đặc biệt là giao cho lãnh đạo huyện kết nối với các bệnh viện tuyến trên và cũng như các huyện khác để có cái cơ sở vật chất tối ưu nhất để chúng tôi học hỏi và trao đổi và cũng như là hỗ trợ về mặt kỹ thuật. Các chuyên gia y tế đều cho rằng ứng dụng telehealth khám chữa bệnh từ xa trong công tác tư vấn khám chữa bệnh không chỉ giúp tiết kiệm thời gian cho người dân, bác sĩ, mà còn giúp các bác sĩ có thể dễ dàng trao đổi, đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn. Đây là bước khởi đầu để cơ sở y tế được hỗ trợ chuyên môn thường kỳ và đột xuất từ các bệnh viện tuyến cuối dựa trên nền tảng công nghệ thông tin. Mục đích thứ nhất đấy chính là mục đích hội chẩn trực tuyến giữa các bác sĩ với nhau, giữa bệnh viện với bệnh viện tuyến trung ương với tuyến tỉnh với huyện hoặc là tuyến xã. Mục đích thứ hai trong telemedicine đấy là làm giảm tải các bệnh nhân đến các bệnh viện ở tuyến cao để cho tránh mất cho bệnh nhân mất cái công sức đi lại. Tại nhiều bệnh viện tuyến trung ương hiện đã và đang duy trì thực hiện khám chữa bệnh từ xa. Khác với trước đây, hỗ trợ chuyên môn theo phương thức 1-1, tức là một tuyến trên hỗ trợ cho một tuyến dưới, thì hiện nay sẽ mở rộng theo mô hình 1N để đảm bảo hiệu ứng tốt hơn. Theo đó, tuyến trên hỗ trợ tuyến dưới, nhưng tất cả bệnh viện tuyến dưới đều có thể tham gia vào hội chẩn theo dõi, để qua đó được học tập, nâng cao chuyên môn. Bên cạnh đó, đề án khám chữa bệnh từ xa còn có nhiệm vụ góp phần nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh theo phương thức kết hợp của bác sĩ tuyến trên và bác sĩ tuyến dưới theo mô hình 1-4-4-2, tức là một bác sĩ tuyến trên hỗ trợ cho 4 bác sĩ tuyến tỉnh, 4 bác sĩ tuyến huyện và 2 bác sĩ tuyến xã. Trong đó, bác sĩ tuyến trên đóng vai trò như người bảo trợ, hỗ trợ cho tuyến dưới khi cần thiết. Vì thế, để ngành y thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân, cần phải có các chính sách xây dựng đội ngũ cán bộ y tế, bảo đảm về số lượng, chất lượng và cơ cấu, có giải pháp nâng cao đời sống cho cán bộ y tế, nâng cao chất lượng trong đào tạo y khoa, đồng thời tiếp tục đổi mới, tăng quyền tự chủ về tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa lĩnh vực y tế, xóa bỏ việc khoán chi bảo hiểm y tế như hiện nay. Song song đó, phải phát triển đồng bộ về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực, vật tư từ các tuyến y tế, đặc biệt cần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ở tuyến huyện, tỉnh nhằm giảm tải cho tuyến trên, phát triển y học dân tộc kết hợp với y học hiện đại trong thời kỳ mới.